chúc mừng bác. Chúc mừng quán của bác làm ăn phát đạt. Cảm ơn anh em. Anh em rô gái nhá. Hai ba rô. Chương trình là sau khi anh em chúng ta no say ở đây, tôi sẽ đãi anh em chương trình 2. Mà chương trình này tôi đảm. Ngọt đấy. Rồi đây. Chào em. Xin lỗi anh, chỗ này có người ngồi rồi. Ừ. Anh ngồi nhờ một lát. Tí bạn trai em đến thì anh trả. Ok. Xin tự giới thiệu với em, anh là Hải, chủ cái nhà hàng này. Và từ hôm nay, nếu em thích, em có thể đến đây ăn bất cứ lúc nào, hoàn toàn miễn phí. Và nếu thích nữa, em có thể bao cả bạn bè của mình. Nếu không phiền, anh có thể để cho tôi yên tĩnh một lát có được không? Bướm đấy. Nhưng mà anh thích. May cho em là anh có bạn gái rồi. Nếu không, anh sẽ theo em đến cùng. À, thằng em trai. Giờ thì nhắn tin chú đúng là em trai anh đấy. Ngon miệng nhá. Ai vậy anh? Vẫn còn vài chuyện mà anh chưa kể với em. Giờ anh đã tiếp quản Phan Thị. Đợt tới có rất nhiều việc, các chú yên tâm làm không hết đâu. Anh có cơm thì các chú có cháo. Bác yên tâm, chỉ cần bác có lệnh là bọn em lên được. Tốt. Cái tình hình dạo này vợ con của bác ở nhà thế nào? Và vợ vẩn. Đang nhậu vui vợ với chồng con. Lằng nhằng. Uống. Nè. Phan Quân sau lần bắn hụt thế chột, tiếp tục kế hoạch giả chết, trao quyền điều hành Phan Thị cho Phan Hải, nhưng dưới sự kiểm soát của Lương Bổng, đồng thời truy quét hàng loạt những kẻ đấu nghịch. Phan Quân giao cho Lương Bổng bằng mọi cách phải tìm ra kẻ đã bí mật báo tin cho cảnh sát về đám tang giả. Lê Thành có cuộc nói chuyện căng thẳng với ông Trùm về việc anh đã phá hỏng kế hoạch giết thế chột. Nếu như con không ngăn cản bố nổ súng thì giờ này bố đã phải đào mấy ngôi mộ rồi. Một lần nữa, mong muốn hướng thiện của Lê Thành bị dập tắt bởi sự tàn nhẫn của Phan Quân. Tàn nhẫn là sức mạnh. Chỉ có những kẻ yếu thế mới sợ điều đó. Lê Thành tiếp tục gặp rắc rối khi cảnh sát mở rộng điều tra và liên tục tra xét về mối quan hệ của anh với Phan Thị. Thế chột sau lần được cứu mạng cũng đã tìm gặp, khiến Lê Thành không khỏi hoang mang. Sau khi bình phục và biết kế hoạch giả chết của chồng, bà Thu sốc nặng vì lo lắng thế chột sẽ còn trả thù tàn bạo. Giữa lúc rối ren, Phan Hương đã tìm ra nơi ẩn trốn của Khải Sở Khanh và đòi cưới ngay lập tức. Mai đi đăng ký kết hôn nha. Vốn bản tính hung hăng, lại lần đầu được nắm quyền điều hành Phan Thị, Phan Hải lập tức đưa ra những quyết sách đi ngược lại các nguyên tắc của Phan Thị, giao cho Bảo Ngậu bảo kê hàng lậu, nới lỏng cấm túc và rủ Tuấn Tú hợp tác dự án kẹo Thiên Đường, bất chấp nỗ lực khuyên can của Lương Bổng. Thế thì sao? Mày nhắc lại tao nghe, nói cái gì? Phan Quân buộc phải can thiệp, khiến Phan Hải hiểu tình thế khó khăn của gia đình, dẫn tập đoàn Phan Thị theo hướng đi mới để tồn tại. Biết được điểm yếu của Lân Sứa chính là gia đình, Phan Quân hạ lệnh phải tìm bằng được Lân Sứa, dẫn về Phan Thị để ông phán xử. Tao muốn tự tay tao xử nó.